và loạt sau việc bàng hoàng, khẩn thiết kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư phổi. Nghe tin nghệ sĩ Lê Bình mắc bạo bệnh giống như Mai Phương, nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ. Sau khi thông tin diễn viên Mai Phương phải nhập viện điều trị vì bị ung thư phổi, thì mới đây, nghệ sĩ Lê Bình cũng mắc căn bệnh tương tự, đã khiến đông đảo các anh chị em nghệ sĩ bất ngờ. Ngoài chia sẻ tình cảm, động viên tinh thần, họ còn cầu nguyện và kêu gọi giúp đỡ bậc cha chú. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin nam nghệ sĩ Lê Bình hiện đang điều trị ung thư phổi tại bệnh viện 175 cùng bệnh viện với nữ diễn viên Mai Phương. Thông tin này do một người nhà bệnh nhân chia sẻ. Người này viết, do hoàn cảnh nên chú ngại không cho chia sẻ nhiều vì sợ bên đoàn phim họ biết họ cắt hợp đồng ngang không đi đóng phim được, không có tiền để tiếp tục điều trị. Chú nằm chung khoa với chị Mai Phương luôn đó ạ. Không thấy có vợ con hay họ hàng gì đến, chỉ có một người con nuôi ở cạnh lúc nằm viện thôi mọi người. Bên cạnh đó, người này cũng chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình tiều tụy trên giường bệnh khiến khán giả đau lòng. Nghệ sĩ Lê Bình là gương mặt quen thuộc trong hơn 60 vai diễn từ trước đến nay. Ngay khi hay tin, nhiều diễn viên trong showbiz không khỏi bàng hoàng. Nghệ sĩ Việt đã liên tục gửi tới nghệ sĩ những lời nguyện cầu, mong ông sớm được qua thử thách khó khăn này. Không chỉ gửi lời động viên tinh thần, nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, MC Đại Nghĩa, Diệp Bảo Ngọc, Quốc Thuận cũng lên tiếng kêu gọi đồng nghiệp và khán giả chung tay hỗ trợ để giúp đỡ Lê Bình thêm chi phí chữa trị. Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Quốc Thuận cũng bày tỏ mong muốn bạn bè, nghệ sĩ giúp đỡ, hỗ trợ nghệ sĩ Lê Bình trong giai đoạn khó khăn này. Sau khi kêu gọi giúp đỡ diễn viên Mai Phương thì trong showbiz Việt, nghệ sĩ Lê Bình cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chính vì thế, Tiến Luật cũng lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ. Đại Nghĩa vừa lúc cũng kêu gọi ủng hộ Mai Phương và cả Lê Bình. Nguyễn Hồng Thuận kêu gọi mọi người ủng hộ bằng cách chuyển tiền đến tài khoản của Quốc Thuận. Diệu Nhi kêu gọi khán giả có khả năng ủng hộ bậc cha chú. Nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị ung thư phổi tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh.